Bà con nông dân và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động với những thông tin hữu ích có phần định hướng sản xuất nông nghiệp của bà con. Giá nông sản, những cây con giống độc lạ, các mô hình sản xuất nâng cao chất lượng nông sản hướng đến xuất khẩu gửi đến bà con nông dân sau phần điểm tin. Cận Tết, giá mít Thái siêu sớm miền Tây tăng mạnh. Hoa hồng xanh Nhật Bản ghép với hoa hồng dại Đà Lạt, giá bạc triệu đang rộ bốt tại Lâm Đồng. Làng nghề nấm Đức Trọng đăng ký nhãn hiệu dùng, giá trị tăng cao và cuộc sống nông dân thay đổi. Lâm Đồng đang phát triển diện tích Artiso nhưng là giống mới nhập khẩu từ châu Mỹ với quả chất tốt. Lâm Đồng đặt mục tiêu mới với giá trị sản xuất cây trào 450 triệu đồng một hecta, hoa công nghệ cao đạt 800 triệu đồng một hecta. Hôm qua chúng ta đã chiêm ngưỡng hàng trăm giống hoa hồng ngoại và hàng ngàn giống hoa truyền thống tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay đến với Đà Lạt của Lâm Đồng, tôi xin mời anh Minh Thiện và bà con cùng tìm hiểu về hoa hồng xanh bonsai. Hoa hồng xanh thì thường là mình dùng cành hồng bình thường màu trắng hay là màu đỏ và ngâm với một loại dung dịch màu xanh thì nó sẽ chuyển màu. Loại này thì tôi vẫn thường thấy ở các shop cũng hay bán. Chân và cách mà anh Minh Thiện nói đó chính là tạo màu bằng cách nhân tạo. Nhưng mà hoa hồng xanh ở đây đó chính là cách ghép cành rất là đặc biệt. Mời bà con cũng như là anh Minh Thiện cùng đến với nhà vườn Đà Lạt, nơi mà ghép cây thành công và lần đầu tiên tham gia vào thị trường hoa Tết với kiểu dáng bonsai rất đẹp. Hoa hồng xanh Đà Lạt đã tạo sức hút đặc biệt, nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bonsai hoa hồng xanh của vườn hoa hồng Minh ở Đà Lạt có xuất xứ từ Nhật Bản. Chủ vườn đã ghép chồi hoa hồng xanh Nhật Bản lên cành hoa hồng dại từ 5 đến 7 năm tuổi của Đà Lạt. Phải mất nhiều tháng, hoa hồng xanh mới phát triển tươi tốt, khai hoa nở nhụy sum suê như hiện nay. Một số chỗ vườn hoa ở Đà Lạt mới ghép tỉa bonsai hoa hồng xanh vụ đầu tiên. May mắn là hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán nên vừa xuất hiện trên thị trường. Loại hoa này đã được nhiều người săn về trưng hoặc làm quà tặng, dẫu giá mỗi cây lên tới cả triệu đồng. Khách hàng đánh giá, dáng thế cây khá đẹp, màu hoa lại mới lạ, xanh bước mắt. Những cánh hoa xếp chồng lên nhau tương tự như bắp cải, thật độc đáo. Một ưu điểm khác, hoa hồng xanh có kích thước nhỏ xinh, nở thành chùm rất đẹp, lại tỏa hương dịu nhẹ, thật cuốn hút. Với điều kiện khí hậu mát mẻ, thời gian hoa nở kéo dài có thể từ khoảng 5 đến 6 tuần. Có một điều thú vị như thế này đã khiến cho hoa hồng xanh càng hút khách. Theo truyền thuyết thì nếu trồng cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh như thế này. Và đó chính là bông hoa có phép màu cho người sở hữu cây hoa một điều ước. Bởi thế hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thuần khiết. Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ Tết tới thì người người nhà nhà lại náo nức sắm sửa cho nhà cửa của mình những chậu hoa kiển, cây cảnh để vừa đón năm mới, vừa cầu may mắn. Và năm trở lại đây, bên cạnh những loại hoa kiển chơi Tết truyền thống như là hoa cúc, hoa mai, hoa hồng, thì hoa lan, loài hoa được mệnh danh là nữ quan của các loại hoa, cũng được nhiều người lựa chọn để trưng trong mấy ngày Tết này. Và nắm bắt được xu hướng này cho nên là một số nhà vườn trồng lan trên địa bàn huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang hiện cũng đang chăm chút cho từng chậu lan của mình bung sắc đón xuân. Với diện tích hơn 3.000 m², anh Nguyễn Hải Phần ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng trồng hơn 40.000 chậu hoa lan các loại như Mocara, Dendro, Hồ Điệp, Ngọc Điểm, Vũ Nữ, Vanda. 95% các giống lan này được anh nhập trực tiếp về từ Thái Lan. Theo anh Phần, để có được những chậu hoa lan nở đúng vào dịp Tết, anh đã bỏ nhiều công chăm sóc từ 5 đến 6 tháng trước. Phải lựa những cây đẹp tạo thành một dàn dành riêng cho thị trường Tết Nguyên Đán. Hiện hoa lan được thị trường rất ưa chuộng, không chỉ bán cành cho các shop hoa mà còn được bỏ cho các điểm bán hoa kiển cả trong lẫn ngoài tỉnh. Lan với đầy đủ mức giá phù hợp với nhiều đối tượng, bình quân từ 40.000 đến 250.000 đồng một chậu tùy loại. Giá trái cây miền Tây thời điểm này cũng biến động liên tục. Hiện tại thì giá mít Thái tăng cao khiến cho nhà vườn trồng mít ở tỉnh Vĩnh Long vô cùng phấn khởi. Theo nhiều nông dân thì hơn một tuần nay giá mít Thái tăng liên tục. Hiện đã được thương lái đến tận vườn thu mua với giá dao động từ 45.000 đến 47.000 đồng một ký, tùy theo kích cỡ và chất lượng, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với thời điểm cách đây một tuần.
những nông dân trồng mít cho biết, mít Thái trồng từ 3 đến 4 năm tuổi là có thể cho năng suất khoảng 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một công. Với giá bán như hiện nay, trừ hết chi phí, nhà vườn thu nhập từ 50 triệu đồng một công trở lên, cao gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm trước đó. Hiện tại, ông có 160 cây mít Thái, mỗi cây cho từ 1 đến 2 trái, mỗi trái bán được hơn 1 triệu đồng. Tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 300 hectare mít Thái được trồng rải rác ở các huyện Bình Tân, Trà Ôn, Long Hồ, Tam Bình. Khóm Cầu Đúc từ lâu đã là đặc sản của tỉnh Hậu Giang, nước tiếng gần xa với vị ngọt thanh, ít rác lưỡi, đó là hương vị đặc trưng của khóm Cầu Đúc. Và gắn bó với cây khóm hàng chục năm nay, nông dân xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh chủ yếu là bán tươi nguyên liệu cho thương lái, công ty chế biến. Thế nhưng vài năm trở lại đây, giá trị của trái khóm không chỉ còn dừng lại ở đó nữa. Chị xã Hỏa Tiến trong những ngày này thì chẳng là những hình ảnh quen thuộc vườn khóm bạt ngàn trải dài theo bờ sông Cái Lớn. Nhưng mà ở đó còn có thêm những loại đặc sản được chế biến từ khóm mà khó nơi nào có thể có được. Mời quý khán giả cùng chung ngoạn một chút về miền Tây. Không khí làm mứt Tết tại nhà chú Bảy Sen ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh diễn ra vô cùng tất bật. Có thể nói thì ngày nào chú cũng phải làm thì mới có thể đáp ứng được đơn đặt hàng. Và với món mứt khóm này thì sẽ có phần làm cho mâm bánh ngày Tết trở nên đa dạng và phong phú hơn. Bây giờ thì trên thị trường mình có rất là nhiều loại mứt, như vậy thì mình làm như thế nào để mình có được cái đầu ra ổn định từ cái mứt khóm này hả chú? Đã thành lập một cái câu lạc bộ mà để sản xuất và tiêu thụ là các sản phẩm từ khóm, từ cái trái khóm mà lúc trước mình chỉ bán có là trái không à, đó rồi còn các loại 2, loại 3 và các cái loại mà còn rồi đó không có bán được, cho nên mình mới chế biến ra các loại mứt này. Trái khóm chín á thì mình làm nước màu, còn là rượu khóm cũng làm bằng trái khóm chín, còn các cái cồn này kia nọ thì mình phải làm mứt khóm. Gần một tháng nay, vợ chồng chú Bảy là một trong bốn hộ chủ chốt trong câu lạc bộ sản xuất và tiêu thụ khóm Quả Tiến đã kiếm lời vài trăm ngàn mỗi ngày từ nghề thay trái này. Mỗi cái mứt có giá 100 ngàn đồng, dù khá cao nhưng sản phẩm luôn hút hàng, đặc biệt trong mấy ngày Tết bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của khóm Cầu Đúc. Năm nay sản phẩm đã được bán đi Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hiện nay bà con không chỉ tiêu thụ sản phẩm bằng hình thức truyền thống mà còn bán hàng qua Facebook, Zalo. Để cạnh tranh thì nông dân đầu tư khâu chế biến kỹ càng hơn, nâng cao chất lượng. Và Tết này sớm làm mứt khóm ở xã Quả Tiến như rộn ràng hơn bởi vì khóm Cầu Đúc Hậu Giang đã có thêm giá trị mới. Thưa quý vị, bây giờ mời quý khán giả cùng tiếp tục với thông tin khác trong tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Trồng nấm là một trong những mô hình đang phát triển mạnh giúp nông dân nâng cao thu nhập. Nông dân sản xuất hàng chục năm tạo thành một làng nghề. Và để bảo vệ mô hình nâng cao chất lượng nấm trên thị trường, Cục Sở hữu Trí tuệ vừa chính thức công bố và tiến hành thẩm định nội dung đơn của Hợp tác xã sản xuất nấm an toàn Đức Trọng về việc đăng ký nhãn hiệu dùng nấm Đức Trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ hợp tác xã sớm hoàn tất thủ tục để đăng ký nhãn hiệu, đồng thời quản lý và sử dụng nhãn hiệu đúng quy định. Nghề trồng nấm tại tổ dân phố 5 thị trấn Liên Nghĩa Đức Trọng hình thành từ những năm 1990. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận đây là làng nghề. Hiện nay làng nghề này có 44 hộ trồng nấm với 220 trại nấm, chủ yếu là nấm mèo, được đầu tư bài bản, kỹ thuật nuôi trồng tốt, khí hậu phù hợp, nên sản phẩm nấm của làng nghề có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường và thu lợi nhuận cao, tạo dựng cuộc sống ổn định cho 50% hộ gia đình. Chủ nhiệm hợp tác xã hy vọng khi nhãn hiệu dùng chính thức ra đời sẽ là cơ hội để người dân làng nghề nói chung và thành viên hợp tác xã nói riêng thúc đẩy sản xuất kinh doanh nấm theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp, mở rộng thị trường đầu ra, nâng cao uy tín sản phẩm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang nỗ lực hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trồng trà, sản xuất trà ở Lâm Đồng mở rộng xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Hương vị trà ở Lâm Đồng thì phải nói là ngon nức tiếng, được nhiều thị trường quốc tế chấp nhận. Để giữ vững thị phần và mở rộng thêm thị trường thì giải pháp tỉnh đang triển khai như sau. Lâm Đồng đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Belarus, Ấn Độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trà, cà phê, nước ép trái cây, xúc tiến xuất khẩu tại hai thị trường này. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Hiệp hội Truyền thông Hà Nội kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng
với nhà nhập khẩu trà Hàn Quốc, hỗ trợ một số công ty hợp tác xã trà kết nối với các đối tác Nhật Bản, Úc. Lâm Đồng đang tiếp tục đề nghị thương vụ Việt Nam tại những nước có truyền thống nhập trà, xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp trà Lâm Đồng thâm nhập thị trường bản địa với kỳ vọng giữ vững và phát huy giá trị sản phẩm trà chế biến của địa phương trong thời gian tới. Cây atiso là một loại dược liệu có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Cho hiện nay, du khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng hay mua atiso về để làm quà. Với mong muốn giữ gìn và phát huy những giá trị vốn có của loại cây dược liệu atiso, công ty cổ phần dược Lâm Đồng Larofa đã liên kết xây dựng vùng trồng loại cây này với diện tích khoảng 500 hectare. Hiện tại công ty đang trồng thử nghiệm giống atiso mới được nhập khẩu từ châu Mỹ với hoạt chất tốt. Dự kiến loại giống này sẽ liên kết với các hộ dân tộc thiểu số để trồng nhằm tạo dùng nguyên liệu sạch cũng như là tạo đà cho người dân ổn định và phát triển kinh tế. Được biết Lạc Dương là huyện có khí hậu độ cao gần như Đà Lạt nên việc trồng loại cây này sẽ phát triển tốt. Bên cạnh đó thì việc trồng loại cây này không cần nhà kính, dễ canh tác nên sẽ giảm được chi phí cho người dân khi trồng. Hiện tại thành phố Đà Lạt thì có trên 100 hectare trồng cây atiso. Khi trồng loại cây này thì người dân cần đầu tư khoảng 30 triệu đồng cho 1.000 mét vuông. Trong khi đó thì để có thể bán lá, thân và hoa nên là lợi nhuận khá cao từ khoảng từ 80 cho đến 90 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Với những kế hoạch và định hướng cụ thể như vậy, dần dần nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của nông dân địa phương. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng thì hiện nay tay nghề và cách làm nông nghiệp của người dân trong tỉnh đã tương đương với lại Thái Lan và Malaysia. Đó chính là việc áp dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt, hệ thống cảm biến trong điều khiển ẩm độ hay là nhiệt độ đều được bà con áp dụng thành thục. Và thời gian tới tỉnh đặt mục tiêu cụ thể cho từng mô hình sản xuất. Trên cơ sở những sản phẩm đặc trưng gắn với quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt, Lâm Đồng, bao gồm rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông, toàn tỉnh hiện có 19 nhãn hiệu chỉ dẫn tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước được công nhận. Thống kê cho thấy, các sản phẩm này bước đầu đã phát huy hiệu quả và được phân phối trong hệ thống các siêu thị có uy tín trong nước, đồng thời tham gia vào thị trường xuất khẩu. Lâm Đồng hiện có hơn 22.000 hectare rau hoa, cây đặc sản sản xuất theo hướng công nghệ cao. Trong đó, rau công nghệ cao có gần 19.000 hectare, giá trị sản xuất 450 triệu đồng một hectare. Hoa công nghệ cao tăng giá trị sản xuất 800 triệu đồng một hectare. Để phát triển nông nghiệp toàn diện bền vững, đến năm 2020, tỉnh dự kiến tập trung ít nhất 50% sản phẩm công nghệ cao được tiêu thụ qua chuỗi thực phẩm an toàn. Tình hình sản xuất nông nghiệp với nhiều chính sách được tỉnh Lâm Đồng đầu tư bài bản, như vậy là rất phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp sạch với công nghệ cao. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý khán giả hãy liên hệ với địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm kiếm về cây con giống, mô hình hay thì liên lạc với chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.